Cô chào các con học sinh lớp 5 thân mến. Chào mừng các con đến với bài giảng điện tử môn toán lớp 5. Các con à, tiết học toán hôm trước, chúng ta đã học bài ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số. Tiết học ngày hôm nay, cô và trò chúng ta cùng đi tìm hiểu bài ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số, sách giáo khoa môn toán, trang 11. Trước khi vào bài học thì các con cần chuẩn bị cho cô một số đồ dùng học tập như sau. Các con chuẩn bị cho cô thứ nhất là sách toán, thứ hai là vở để viết, thứ ba là chuẩn bị bị bút mực, bút chì, gôm và thước. Các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ cô cùng các con đi vào tìm hiểu bài học nhé. Các con ơi, trước khi vào bài học mới, cô có một trò chơi dành cho các con. Trò chơi được mang tên giải cứu rừng xanh. Các con à, trong một khu rừng kia có các con vật đang sinh sống với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên có một hôm, một bác thợ săn đã đến. Bác đã đặt bẫy và săn được bốn con thú, bao gồm một chú hươu, một chú hoặc hổ, một voi và một bác gấu. Các con vật này đã xin bác thợ săn tha cho mình. Bác thợ săn đã yêu cầu các con thú mỗi con hãy trả lời một câu hỏi của bác. Con nào trả lời đúng thì sẽ được tha. Các con hãy giúp các con vật đáng thương này vượt qua được thử thách của bác thợ săn nhé. Nào, các con đã sẵn sàng tham gia trợ giúp các con vật chưa? Đây là nơi mà bác thợ săn đã nhốt bốn con vật đáng thương của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi giải cứu từng con vật một nhé. Đầu tiên, ta xem là cái yêu cầu của bác thợ săn đối với chú hươu là gì nào? À, bác thợ săn đã yêu cầu chú hươu là thực hiện phép tính 6 phần 2 cộng 3 phần 2 bằng mấy? Bác đưa ra 4 gợi ý cho chúng ta. A là 9 phần 4, B 9 phần 2, C 18 phần 4 và D 2 phần 1. Các con hãy lấy giấy bút ra, chúng ta sợ thử tính nháp xem kết quả của cái phép tính này là bao nhiêu nhé. Trước khi làm, các con hãy tạm dừng video nào. Khi nào các con có câu trả lời thì chúng ta lại bật video lên nhé. Các con đã có câu trả lời chưa? À, cô chắc rằng các bạn đã có câu trả lời chính xác rồi. Bây giờ muốn biết được là mình trả lời có đúng không thì chúng ta hãy xem đáp án của bác thợ săn nhé. À, đáp án là B, 9 phần 2. À, cô chúc mừng các bạn đã làm đúng và đã giúp cho chú hươu của chúng ta được giải thoát. Chúng ta cùng xem nào. À, chú hươu đã được giải thoát khỏi sự giam giữ của bác thợ săn rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi giải cứu bạn hổ nào. À, yêu cầu của bác thợ săn đưa ra đối với bạn hổ chúng ta đó là tính xem 4 phần 5 cộng 2 phần 3 bằng mấy. Bác cũng đưa ra 4 câu gợi ý đó là A 6 phần 8, B 8 phần 15, C 12 phần 15 và D 22 phần 15. Các con ơi, mình tạm dừng video và tính thử xem đáp án chính xác là bao nhiêu nhé để chúng ta có thể giải cứu được chú hổ nào. Các con đã có kết quả chưa? Chúng ta cùng theo dõi đáp án của bác thợ săn nào. À, đáp án là 22 phần 15. Cô tin chắc rằng các bạn đã có câu trả lời đúng và để xem chú hổ của chúng ta có được các con giải cứu không nhé. À, chú hổ rất là cảm ơn các con vì đã giúp chú được giải thoát. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào giải cứu chú voi nào. À, yêu cầu của bác thợ săn đưa ra đối với chú voi đó là hãy tính xem 8 phần 5 trừ 3 phần 2 bằng mấy. Bác cũng đưa ra 4 gợi ý để chúng ta lựa chọn. A 5 phần 3, B
24 phần 10, C 1 phần 10 và D 1 phần 3. Các con hãy tạm dừng video và mình tính xem kết quả của đáp án này là bao nhiêu nhé. Các con đã có đáp án chính xác rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cùng xem coi đáp án của bác thợ săn là gì nào. À, đó là C 1 phần 10. À, xin chúc mừng các bạn đã làm đúng, đã giúp cho chú voi của chúng ta được giải thoát. Và cuối cùng là bác gấu. À, yêu cầu của bác thợ săn đưa bác cho bác gấu khó hơn một chút. À, đó là tính xem 2 cộng 1 phần 3 thì bằng mấy. Và bác đưa ra 4 gợi ý như sau. A. 7 phần 3. B. 4 phần 3. C. 3 phần 3. Và D. 5 phần 3. Các con hãy dừng video và chúng ta tính xem đáp án của cách tính này là bao nhiêu nhé. Các con đã có câu trả lời chưa? Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án của bác thợ săn nào. À, đáp án là 7 phần 3. À, cô xin chúc mừng các bạn đã làm đúng và đã giúp được cho bác gấu được giải thoát. Các con thân mến, cô xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành trò chơi giải cứu rừng xanh để giúp cho các con vật được giải cứu. Và thông qua trò chơi này, cô và trò chúng ta đã kiểm tra lại xem các con có ghi nhớ nội dung mình đã học về phép cộng, phép trừ hai phân số. Tiếp tục trong bài học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ đi vào tìm hiểu bài mới của chúng ta. Đó là bài ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số, trang 11. Nào, bây giờ cô và các bạn cùng nhau đi vào tìm hiểu bài học nhé. Trước tiên, cô và các bạn sẽ tìm hiểu về quy tắc nhân hai phân số. Quy tắc này các bạn đã được học ở lớp 4 rồi. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập lại nhé. Cô có một ví dụ như sau. 2 phần 7 nhân 5 phần 9. Các con sẽ tính như thế nào? Cô tin chắc rằng các bạn đã tìm ra được đáp án đúng. Bởi vì nội dung kiến thức này các bạn đã được học rất là kỹ ở chương trình lớp 4 rồi. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Khi chúng ta nhân hai phân số thì ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai. Rồi lấy mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành tính toán 2 nhân 5 bằng 10 và 7 nhân 9 bằng 63. Như vậy phân số 2 phần 7 nhân 5 phần 9 bằng phân số 10 phần 63. Từ đây các bạn có thể giúp cô nêu lại quy tắc nhân hai phân số được không? Muốn nhân hai phân số thì ta làm như thế nào các con? Cô tin chắc rằng các bạn đã nắm được quy tắc nhân hai phân số thông qua phần ví dụ của cô. Và cô có thể tổng kết lại như sau. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Cô nhắc lại nhé. Khi chúng ta nhân hai phân số thì ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Đây là bài toán dễ nhất đó các con. Các con nhớ là phép nhân phân số thì ta nói ngắn gọn là lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. Nhớ các con. Rồi, như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn cách nhân hai phân số. Tiếp theo, cô mời các bạn tìm hiểu về quy tắc chia hai phân số. Cô có một ví dụ như sau. 4 phần 5 chia 3 phần 8 bằng bao nhiêu? Các con cũng đã nắm được cái cách chia hai phân số ở chương trình lớp 4 rồi. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ làm tốt ở phần này. Và cô sẽ hướng dẫn lại nhé. Khi chúng ta chia hai phân số thì ta sẽ làm như sau. Ta sẽ giữ là nguyên phân số thứ nhất. Rồi sau đó chúng ta biến đổi phép nhân, phép chia thành phép nhân. Sau đó chúng ta sẽ đảo ngược phân số thứ hai. Phân số thứ hai đang là 3 phần 8 thì ta đảo ngược thành 8 phần 3. Có nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên phân số thứ nhất
rồi ta nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Lúc này nó trở về phép nhân hai phân số mà các con vừa được ôn lại đó. Rồi khi nhân hai phân số thì sao? Ta sẽ lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân tử mẫu số. Như vậy 4 x 8 bằng 32, 5 x 3 bằng 15. Vậy thì phép chia 4 phần 5 cho 3 phần 8, ta được kết quả là 32 phần 15. Từ đây, các bạn có thể cho cô biết quy tắc chia hai phân số là gì? À, cô là tin rằng các bạn sẽ trả lời tốt câu hỏi của cô. Và cô sẽ tổng kết lại như sau. Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Cô nhắc lại nhé. Muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Đây là quy tắc các con cần phải lưu ý và học thuộc cho cô nhé. Như vậy, cô đã tóm tắt cái nội dung ôn tập của chúng ta trong bài ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số. Các con nắm giúp cô hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất là ta nhân hai phân số thì ta nhớ giùm cô, muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Còn muốn chia hai phân số thì ta thực hiện như sau, muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Đây là hai quy tắc, các con hãy học thuộc để mình nắm được cách làm nhé các con. À, bây giờ để biết được các con có nắm được cách mà mình làm hay không thì cô và các con cùng nhau đi vào thực hiện các bài tập trong sách giáo khoa trang 11 nhé. Đầu tiên là bài số 1 yêu cầu chúng ta là tính. Ở câu A, 3 phần 10 nhân 4 phần 9 và phép thứ hai là 6 phần 5 chia 3 phần 7. Câu B yêu cầu chúng ta thực hiện 4 nhân 3 phần 8 và 3 chia 1 phần 2. Đây là yêu cầu của bài tập số 1. Các con hãy tạm dừng video và làm bài tập giúp cô nhé. Khi nào các con làm bài xong rồi, chúng ta hãy mở lại video để cùng cô sửa bài xem chúng ta làm đúng được bao nhiêu bài nhé. Các con ơi, mình đã làm xong bài tập số 1 chưa? Bây giờ cùng cô đi vào sửa bài tập nhé. Ở câu A, phân số 3 phần 10 nhân 4 phần 9. Ta thấy đây là phép nhân hai phân số thì ta sẽ tiến hành theo quy tắc lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. Ta sẽ tiến hành lấy 3 nhân 4 và 10 nhân 9. Ta sẽ được phân số 12 phần 90. Phân số 12 phần 90 này ta thấy rằng là chưa có tối giản, cho nên ta sẽ phải thực hiện bước rút gọn phân số. Cô nhận thấy phân số 12 phần 90 này có thể rút gọn cho 6. Cho nên cô sẽ tiến hành chia cả tử số và mẫu số cho 6. 12 chia 6 bằng 2, 90 chia 6 bằng 15. Như vậy, phân số 3 phần 10 nhân 4 phần 9 bằng phân số 2 phần 15. Tiếp tục, phân số 6 phần 5 chia 3 phần 7. Đây là phép chia hai phân số. Thì chúng ta nắm cho cô quy tắc. Khi chia hai phân số, ta sẽ giữ nguyên phân số thứ nhất và tiến hành nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Phân số 7 phần 3 chính là phân số đảo ngược của phân số 3 phần 7. Lúc này, bài toán trở về dạng phép nhân hai phân số. Thì ta lại tiến hành lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. Ta lấy 6 nhân 7, 5 nhân 3 và được kết quả là 42 phần 15. Ta nhận thấy phân số 42 phần 15 này cũng chưa có tối giản. Vì vậy, ta lại thực hiện bước rút gọn.
Cô nhận thấy phân số 42 phần 15 này chia được cho 3. Như vậy cô sẽ tiến hành lấy tử số và mẫu số cùng chia cho 3. 42 chia 3 bằng 14, 15 chia 3 bằng 5. Như vậy, phép chia 6 phần 5 chia cho 3 phần 7 bằng phân số 14 phần 5. Tiếp tục, ở câu B. 4 nhân 3 phần 8 là số tự nhiên nhân với phân số, thì chúng ta có thể tiến hành cách nhanh gọn. Thay vì đưa phân số 4 về 4 phần 1 thì ta có thể làm tắt nhanh này luôn nhé. Chúng ta sẽ lấy luôn 4 nhân với tử số và giữ nguyên mẫu số. 4 nhân 3 và giữ nguyên 8. Ta sẽ được phân số 12 phần 8. 12 phần 8 này là phân số chưa có tối giản cho nên ta phải rút gọn. 12 cô chia cho 4 được 3, 8 chia 4 được 2. Như vậy 4 nhân 3 phần 8 thì bằng 3 phần 2. Tiếp tục, 3 chia 1 phần 2, ta cũng làm tương tự, ta sẽ giữ nguyên 3 và ta tiến hành nhân với phân số đảo ngược. Phân số 2 phần 1 là phân số đảo ngược của phân số 1 phần 2, vì vậy ta sẽ được 3 nhân với 2 phần 1. Lúc này nó trở về dạng bài toán ở phía trên này mình vừa làm ha. Mình sẽ lấy 3 nhân với tử và giữ nguyên mẫu là 1. Ta sẽ được phân số 6 phần 1. Và 6 phần 1 thì ta sẽ làm gọn. 6 phần 1 là 6 chia 1. 6 chia 1 thì bằng 6. Như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn sửa xong bài tập số 1. Bây giờ ta cùng sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì nào? À, yêu cầu chúng ta tính theo mẫu. Cô có mẫu như sau. Mẫu chính là câu A của chúng ta. 9 phần 10 nhân 5 phần 6 bằng mấy? Thì chúng ta sẽ làm các bước nhân hai phân số bình thường. Bây giờ cô sẽ cùng các con sang làm bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta tính theo mẫu. Mẫu của cô đó là gì? Các con cùng theo dõi nào. À, đó chính là câu A. 9 phần 10 nhân 5 phần 6. Ở đây là phép nhân hai phân số. Vậy ta sẽ tiến hành lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Vậy cô sẽ có 9 nhân 5 và 10 nhân 6. Lúc này chúng ta không tính ra kết quả mà chúng ta tiến hành bước tách số. Cô sẽ tách 9 ra thành hai số nhân với nhau. 9 này sẽ là 3 nhân 3. Vậy cô viết 9 nhân 5 bằng 3 nhân 3 nhân 5. Còn ở dưới 10 nhân 6, cô thấy 10 có thể tách ra thành 2 nhân 5 nên cô tách 10 bằng 2 nhân 5, còn 6 là 3 nhân 2. Vậy 10 nhân 6 sẽ là 2 nhân 5 nhân 3 nhân 6. Lúc này cô sẽ tiến hành loại bỏ hay là gạch đi những số nào ở phần tử số và mẫu số giống nhau. Đây, cô có 3 ở tử số giống với 3 ở mẫu số, cô bỏ đi. Tiếp theo, cô sẽ gạch bỏ số 5 ở phần tử số và số 5 ở phần mẫu số. Lúc này ta chỉ còn ở phần tử số là số 3 và mẫu số là 2 với 2. Vậy ta sẽ viết lại được là 3 phần 4. 3 viết lại 3, 2 nhân 2 là 4. Đây là cách chúng ta có thể rút gọn ngay trên phép tính. Vậy thì các bạn có thể giúp cô làm sang bài tập ở câu B. 6 phần 25 chia 21 phần 20. Bài C. 40 phần 7 nhân 14 phần 5. Chúng ta hãy áp dụng làm theo mẫu nhé. Bây giờ các em hãy tạm dừng video và chúng ta tiến hành làm vào tập. Khi nào làm xong, các em hãy mở lại nhé.
Rồi bây giờ các con đã làm xong chưa? Cô sẽ cùng các con sửa bài nhé. Ở câu B, 6 phần 25 chia 21 phần 20. Chúng ta sẽ tiến hành đưa phép chia về phép nhân. 6 phần 25 chia 21 phần 20, ta sẽ tiến hành giữ nguyên phân số thứ nhất và nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Phân số 2 đảo ngược 20 phần 21 chính là đảo ngược của phân số 21 phần 20. Lúc này chúng ta sẽ tiến hành tách số. Trước khi tách số, ta sẽ tiến hành lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. 6 nhân 20, 25 nhân 21. Và bây giờ mình hãy tách số nè. Ta thấy 6 bằng 2 nhân 3. 20 thì có thể đưa về dạng 4 nhân 5. Vậy 6 nhân 20 thì cô sẽ viết được 3 nhân 2 nhân 4 nhân 5. Còn 25 phần 21, xin lỗi, 25 nhân 21 thì các con sẽ tách ra 25 bằng 5 nhân 5. Còn 21 là 7 nhân 3. Đây ha, 25 thì ta tách ra thành 5 nhân 5, còn 21 tách thành 7 với 3 là 3 nhân 7 hay 7 nhân 3 đều được hết nhé. Lúc này ta sẽ tiến hành loại bỏ những con số ở tử và mẫu giống nhau. Đây, ở phần tử số cô thấy có số 3 và ở mẫu số cũng có số 3, cô gạch bỏ. Ở tử số có số 5, mẫu số cũng có số 5. Hai số 5 này mình gạch một trong hai đều được hết nhé. Thì lúc này trên phần tử số mình chỉ còn 2 nhân 4, vậy 2 nhân 4 chính là 8. Còn ở dưới là còn 5 nhân 7 thì bằng 35. Như vậy chúng ta đã tiến hành rút gọn phân số luôn rồi. Các bạn nhìn thấy phân số 6 phần 25 chia 21 phần 20 thì ta được kết quả là 8 phần 35, phân số đã tối giản. Trường hợp câu C, 40 phần 7 nhân 14 phần 5 thì chúng ta cũng sẽ tiến hành lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, 40 nhân 14, 7 nhân 5. Và ta tiếp theo ta sẽ đi tách số. 40 thì ta sẽ tách bằng 40 bằng 8 nhân 5, hay bạn nào viết 5 nhân 8 cũng được nhé. Còn 14 này cô tách thành 7 nhân 2. 7 nhân 2, 2 nhân 7 đều được hết. Ở dưới này 7 nhân 5 ta không tách được. Ta để nguyên. Lúc này ta sẽ tiến hành gạch bỏ các số ở phần tử số giống với mẫu số. Cô thấy ở trên tử số có số 5 và mẫu số cũng có số 5, cô gạch bỏ. Cô thấy ở trên tử số có 7, ở mẫu số cũng có 7, cô cũng gạch bỏ. Như vậy kết quả của chúng ta chỉ còn ở tử số là 8 nhân 2 bằng 16, còn ở mẫu số mình gạch hết rồi thì nó sẽ còn lại là 1. Lúc này kết quả của chúng ta là 16 phần 1. 16 phần 1 thì chúng ta sẽ làm gọn hơn, lấy 16 chia 1 bằng 16. Như vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta cách thực hiện phép nhân và phép chia phân số, trong đó chúng ta thực hiện luôn bước tiến hành tách số để chúng ta rút gọn phân số ngay trong bài làm của mình. Bây giờ cô và các bạn tiếp tục sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 có đề bài như sau. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 1 phần 2 mét, chiều rộng 1 phần 3 mét. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần. Chúng ta cùng nhau đi vào phân tích đề bài nhé. Đề bài cho chúng ta biết một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 1 phần 2 mét, chiều rộng 1 phần 3 mét. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Đề bài hỏi chúng ta điều gì? Đề bài hỏi chúng ta tính diện tích của mỗi phần. Để giải bài này được thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi vào tóm tắt bài toán. Ở đây chúng ta sẽ có một miếng bìa với chiều dài là 1 phần 2 mét, chiều rộng là 1 phần 3 mét. Đem chia tấm bìa thành 3 phần bằng nhau. Ở đây là 3 phần bằng nhau. Và người ta hỏi rằng là mỗi phần, tính diện tích của mỗi phần
Như vậy các bạn muốn tính được diện tích của mỗi phần thì chúng ta phải biết diện tích của cả tấm bìa. Vậy bước 1 chúng ta phải đi tìm diện tích của cả miếng bìa đó. Sau đó chúng ta mới đi tìm một phần của miếng bìa. Cô sẽ đi vào bài giải. Bước 1 chúng ta tìm diện tích của tấm bìa. Thì ở đây tấm bìa này là tấm bìa hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì các con đã học rồi. Hình muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Như vậy cô sẽ lấy 1/2 nhân 1/3 sẽ bằng 1/6. Đơn vị là mét vuông. Các con nhớ nhé, đơn vị của diện tích thì phải là mét vuông. Tiếp theo, ta đi tìm diện tích của mỗi phần mà bài yêu cầu chúng ta tìm. Miếng bìa đó chia làm 3 phần, cho nên ta lấy diện tích của cả miếng bìa đem chia cho 3 là 1/6 đem chia 3. Chúng ta tính kết quả ngoài nháp sẽ được 1/18 và đơn vị cũng là mét vuông. Bạn nào ghi mét là sai nhé. Đơn vị của diện tích thì phải có vuông. Và cuối cùng chúng ta đáp số. Đáp số là trả lời câu hỏi của đề bài. Đề bài hỏi diện tích của mỗi phần nên ta chỉ ghi lại diện tích của mỗi phần thôi, đó là 1/18 mét vuông. Như vậy cô đã cùng các con đi vào giải xong 3 bài tập trong sách giáo khoa. Các con nhớ lại cho cô nội dung mình đã ôn tập trong bài này đó là gì? Thứ nhất là chúng ta ôn tập về phép nhân phân số. Thì chúng ta có quy tắc muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Còn đối với phép chia hai phân số thì ta có quy tắc là muốn chia một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Đây là hai quy tắc các bạn cần phải học thuộc để chúng ta làm bài cho chính xác. Và cuối cùng, để củng cố lại kiến thức bài làm, cô có một số câu hỏi như sau. Kết quả của phép tính 1/2 nhân 1/3 bằng bao nhiêu? Cô đưa ra tất cả là 4 đáp án. A. 1/6. B. 2/6. C. 2/5. D. 5/5. Các con hãy chọn cho cô đáp án đúng nào. Các bạn nào mình làm không kịp thì hãy dừng video lại để chúng ta thực hiện ra ngoài nhé. Rồi chúng ta sẽ chọn kết quả. Rồi chúng ta sẽ bật video lên coi lại nhé. Giúp cô nè. Bây giờ 1/2 nhân 1/3 đó là đáp án nào đây? Đáp án A, 1/6. Cô xin chúc mừng các bạn làm đúng. Còn những bạn làm chưa đúng thì chúng ta cố gắng làm cẩn thận hơn nhé. Tiếp theo, cô có câu hỏi như sau. Tiếp theo, cô có yêu cầu thứ hai. Hãy cho biết kết quả của phép tính 2/3 chia 3/5 bằng mấy? Đáp án A của cô là 6/15. B. 9/15. C. 10/9. Và D. 5/8. Các con hãy chọn đáp án đúng nhé. Những bạn nào mình làm chậm hơn thì chúng ta hãy dừng video và chúng ta sẽ thực hiện phép tính ra ngoài nhé để tìm ra kết quả đúng nhé. Sau khi tìm xong rồi, chúng ta lại tiếp tục bật video để cùng cô kiểm tra lại. Nào, bây giờ các con đã có kết quả chưa? Và kết quả của cô đó là C, 10/9. Cô xin chúc mừng các bạn đã làm đúng. Và nội dung học tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Các con về nhà luyện tập làm lại các bài và xem trước bài hỗn số để tiết sau chúng ta cùng học nhé. Cuối cùng, cô chúc các con thật nhiều sức khỏe, luôn chăm ngoan học giỏi. Cô xin chào các con. Và hẹn gặp lại các con vào giờ học sau nhé. Xin chào!